Chúng ta tiếp tục 37. Xác định giá trị của M và N đối với mỗi cặp mặt phẳng sau song song. Hai x cộng n y cộng 2 z cộng 3 bằng 0. M x cộng 2 y trừ 4 z cộng 7 bằng 0. Rồi để hai mặt phẳng song song thì 2 chia m bằng n chia 2 bằng 2 chia trừ 4 và phải khác đi 3 phần 7. Như vậy chúng ta suy ra ở đây nó có 3 dấu bằng, đúng chưa? Nó có 3 dấu bằng thì nó sẽ có 3 phương trình. Đầu tiên là 2 chia m thì cho nó bằng 2 phần trừ 4. Tiếp theo n chia 2 bằng 2 phần trừ 4. Tiếp theo là 2 phần trừ 4 khác 3 phần 7. Rồi nhận thấy 2 phần trừ 4 khác 3 phần 7 điều này luôn, luôn đúng rồi nè. Tương đương m bằng và n bằng, ở đây là m bằng mấy? M bằng trừ 4, đó là N bằng trừ 1. Bạn tự nhân chéo rồi chia nhé. Như vậy thầy đã giúp bạn xong câu, xong câu A. Tiếp tục là sang câu B. Hai x cộng y cộng mz trừ 2 bằng 0 với lại là x cộng n y cộng 2 z cộng 8 bằng 0. Và tương tự như vậy, để hai mặt phẳng song song thì 2 chia 1 phải bằng 1 chia n phải bằng m chia 2 và phải khác trừ 2 phần 8. Ở đây có 3 dấu cho nên sẽ có 3 cái phương trình được sinh ra. Đầu tiên là 2 chia 1 bằng 1 phần n, 2 chia 1 bằng m chia 2 và 2 chia 1 khác trừ 2 phần 8. 2 chia 1 khác trừ 2 phần 8, điều này luôn đúng rồi nè, được chưa? Rồi giải ra chúng ta sẽ có m bằng và n bằng. Ở đây m bằng 4 và ở đây n sẽ bằng 1/2. Rồi chúng ta xong bài 17B. Tiếp tục ta đến bài 18. Bài 18 nằm ở trang 90. Cho hai mặt phẳng có phương trình sau. Rồi thấy đề thầy khỏi viết lại nha. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song? Câu A là song song. Thầy khỏi ghi lời giải chim mệt nhé. Hai mặt phẳng song song. Hai mặt phẳng song song khi A chia A phẩy là 2 chia m cộng 3 bằng B chia B phẩy là trừ m chia trừ 2 bằng C chia C phải là trừ 6. C chia C phải là trước Z là 3. 3 chia 5M cộng 1 và khác. Khác cuối cùng là hệ số tự do là hệ số không gắn đến X, Y, Z đó, là trừ 6 cộng M chia cho trừ 10. Được chưa? Tương tự ở đây có 3 dấu, 2 dấu bằng, 1 dấu khác thì sẽ sinh ra cho chúng ta
bay cái phương trình và bóc phương trình. 2 chia m cộng 3 bằng với trừ 2, xin lỗi, trừ m chia trừ 2. 2 chia m cộng 3 bằng với 3 chia 5m cộng 1. Và 2 chia m cộng 3 sẽ khác với trừ 6 cộng m chia trừ 10. Thầy sẽ tương đương. Nhân chéo nha, nhân chéo. Nhân chéo lên là trừ 4 nè, bằng nhân chéo nha, tích huyền bằng tích sắc, trừ m bình trừ 3m, được chưa? Nhân chéo lên là 10m cộng 2 bằng 3m cộng 9, được không? Tiếp tục là nhân chéo là trừ 20 sẽ khác với trừ 6m, rồi trừ 18, rồi cộng m bình cộng 3m. Dấu khác này giải thì dấu bằng thôi nha. Rồi tiếp tục chuyển qua một bên làm gọn để xong rồi lấy máy tính bấm thôi. Ở đây là m bình cộng 3m trừ 4 bằng 0. Đây chuyển qua là 7m bằng 7. Được chưa? Ở đây là m bình, rồi trừ 3m, rồi chuyển qua là cộng 2, khác không, tương đương. Ở trên đây là m bằng. Một, năm, ba. Một, ba, trừ bốn. M bằng 1, M bằng trừ 4. Tiếp tục ở dưới đây là M bằng 1. Đây là M khác. Một trừ 3, 2. M khác 2, M khác 1. Được chưa? Đầu tiên hai dấu bằng thì sẽ giải trước nè. Hai dấu bằng và thì lấy phần chung thôi. Ở đây có số chung là số 1. Nhưng mà cái bóc thứ ba là m khác 1. Như vậy tương đương là m thuộc rỗng. Nghĩa là không có m nào hết. Hình dung được không? Được nha. Rồi sang câu B là hai mặt phẳng trùng nhau, tương tự như vậy không khác gì hết. Câu B là trùng nhau. Trùng nhau thì là gì? Trùng nhau thì là 2 chia m cộng 3, đúng chưa? Bằng, trùng nhau là bằng hết. Trừ m chia trừ 2 bằng 3 chia 5m cộng 1 và bằng trừ 6 cộng m chia cho trừ 10. Mà hình dung được không? Như vậy thầy sẽ tương đương ra là nó giống y hệt như song song thôi, đúng không? 1 bằng 2, 1 bằng 3, 1 bằng 4. Nhưng không ghi lại làm gì, tại phía trên thầy đã ghi rồi, giờ thầy chép lại thôi. Như vậy là tương đương với m bằng 1, rồi m bằng trừ 4, ở giữa là m bằng 1, và cuối cùng là m bằng 2, m bằng 1. Được chưa? Tương đương. Vì ở ngoài đây là dấu về, cho nên mình chỉ lấy phần chung. Có nghĩa là chỉ có số 1 chung, m bằng 1. Ổn chưa? Như vậy ta nhớ là câu A là gì? Câu A là song song này. Song song thì m thuộc rỗng, trùng nhau thì m bằng 1. Ta đến câu C, hai mặt phẳng cắt nhau. Câu C là cắt nhau thì lý thuyết cắt nhau sẽ là 2 chia trừ m rồi chia cho 3
Bây giờ chia cho 3. Khác với M cộng 3 chia trừ 2 và chia cho 5M cộng 1. Được không? Nhiều bạn nhìn nhìn như thế này không biết giải sao hết, đúng không? Thì chúng ta nhớ lại một chút, lúc nãy á, song song á, là ra M thuộc rỗng nè, được chưa? Suy ra M sau đó, vì nè song song á thì suy ra M thuộc rỗng nè, đúng chưa? Trùng nhau á thì suy ra M bằng 1, đúng chưa? Được chưa? Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng á, có 3 tình huống thôi. Một là gì? Một là cắt nhau, hai là trùng nhau, ba là song song. Và đây là M thuộc rỗng, M bằng 1. Như vậy chúng ta còn lại gì thôi? Còn lại nguyên cả R. Bây giờ như vậy chúng ta không còn giải, mình ta loại trừ thôi, loại trừ số 1 thôi. Được không? Suy ra M khác khác 1. Hình dung được không? Có 3 tình huống là song song là thuộc rỗng rồi, trùng nhau là M bằng 1, cho nên tình huống cắt nhau sẽ là M khác khác 1. Cho nên khi mà nó hỏi hai mặt phẳng cắt nhau á thì chúng ta nên làm gì? Giải tình huống là song song và trùng nhau. Sau đó là chúng ta lấy phần bù lại. Được không? Lấy phần bù lại, M bằng 1 thì là M khác khác 1. Có hiểu ý tưởng không? Giống như một cái bánh gì đó, một cái bánh chia làm 3. Một cái là song song nè, một cái là trùng nhau nè. Xin lỗi, song song, trùng nhau và cắt nhau. Được không? Thì bên đây cũng M nó cũng chia làm 3. M nó chia làm 3. Có một thằng là rỗng là không tính luôn nè. Rỗng thông không có. Tiếp theo là M bằng 1 thì cái phần còn lại sẽ là M khác khác 1. Để chơi đây gọi là phần bù. Chứ mà bạn giải cái này, bạn giải chia trường hợp mệt lắm. Rồi tình huống cuối cùng là hai mặt phẳng vuông góc. Câu D, hai mặt phẳng vuông góc. Hai mặt phẳng vuông góc thì sao? Hai mặt phẳng vuông góc thì a nhân a phẩy nè, 2 nhân m cộng 3 trừ m nhân với trừ trừ 2 cộng c nhân c phải là 3 nhân 5m cộng 1 là phải bằng 0. Được không? Hai mặt phẳng vuông góc thì tích vô hướng của hai vectơ phát tuyến sẽ bằng 0, tương đương 2m cộng 6 cộng 2m cộng 15m cộng 3 bằng 0, tương đương 17m và 19m. 15 cộng với 2 là 19m, sẽ là cộng với 9 bằng 0, hay nói cách khác là m sẽ bằng trừ 9 phần 10, 19. Ok nha. Rồi. Câu tiếp theo là câu 19. Nội dung câu 19 như sau. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng alpha và alpha phẩy trong mỗi trường hợp sau. Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng alpha và alpha phẩy trong mỗi trường hợp sau. Thì chúng ta cứ làm bình thường thôi. Đây. Alpha là 2x trừ y cộng 4z cộng 5 bằng 0. Còn alpha phẩy của chúng ta sẽ là 3x cộng 5y trừ z trừ 1 bằng 0. Yêu cầu là tìm tập hợp những điểm M cách đều hai mặt phẳng này, thì thầy gọi thôi, gọi điểm M có tọa độ là x, y và z, được chưa? Khi đó chúng ta sẽ có là khoảng cách từ M đến alpha sẽ bằng khoảng cách từ M đến alpha alpha phẩy, được không? Tương đương khoảng cách từ M đến alpha thay vô x, y, z thay vô, giống như không thay gì hết, 2x trừ y
cộng 4z cộng 5 chia căn bậc 2 của Hòa Bình cộng Trung Bình cộng Cao Bình là 16, 20, 21. Bằng trị đối của 3x cộng cho 5y trừ z trừ 1 chia cho căn của 25 với 9 với 10 là 35. Như vậy tương đương là sẽ ra hai tình huống nè. Trị A bằng trị B thì là 2x trừ y cộng 4z. Thì ghi cộng trừ đi cho nó gọn, giống nhau mà. Cộng 5 chia cho căn 21 bằng cộng trừ 3x cộng 5y trừ z trừ 1 chia căn 35. Rồi như vậy tập hợp điểm M là hai, có hai cái mặt phẳng. Hai mặt phẳng được cách đều hai cái mặt phẳng alpha và alpha phẩy này. Rồi có thể quy đồng lên làm gọn lại gì đó. Được chưa? Rồi ta sang câu câu B. Alpha là 2x cộng y trừ 2z trừ 1 bằng 0. Alpha phải là 6x trừ 3y cộng 2z trừ 2 bằng 0. Tương tự như vậy, ta sẽ có khoảng cách từ M đến alpha, cách đều mà, bằng khoảng cách từ M đến alpha, alpha phải. Như vậy sẽ tương đương trị đối. Trị tuyệt đối của 2x cộng y trừ 2z trừ 1 chia cho căn 9 bằng trị đối của 6x trừ 3y cộng 2z trừ 2 chia căn của 49. Được không? Tương đương nè. Bài này thì nó đẹp hơn một tí, tại vì căn của 49 chính là 7 nè. 7 7 nhân 2x cộng y trừ 2z trừ 1 sẽ bằng, bỏ trị luôn là cộng trừ nhé, cộng trừ căn 9 là 3. 3 nhân 6x trừ 3y cộng 2z trừ 2. Rồi bung ra nó sẽ cho ta hai mặt phẳng. Câu 19 cuối cùng là câu 19C. Mặt phẳng alpha có phương trình là x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng 0. Với lại alpha phẩy sẽ có phương trình là x cộng 2y cộng z cộng 5 bằng 0. Được không? Nếu bạn tinh tế bạn quan sát hai mặt phẳng này đang là gì? Đang là song song nè. Hai mặt phẳng song song thì chỉ có một mặt phẳng cách đều thôi. Lúc sau chỉ ra một mặt phẳng cách đều thôi. Rồi khoảng cách từ M đến alpha sẽ là bằng khoảng cách từ M đến alpha phẩy. Như vậy thầy sẽ tương đương là trị đối của x cộng 2y cộng z trừ 1 chia cho căn của 6 sẽ bằng trị đối của x cộng 2y cộng z cộng 5 chia căn 6. Căn 6 hai bên rồi. Rồi ra hai tình huống nha, tương đương hai tình huống. Ở đây là x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng x cộng 2y cộng z cộng 5. Ở đây là x cộng 2y cộng z trừ 1 bằng trừ x trừ 2y trừ z trừ 5. Được chưa? Tương đương chuyển hết qua một bên, hoặc là rút gọn là còn trừ 1 bằng 5 này, vô lý này.
gần như cái mặt phẳng này là không có, chỉ có cái mặt phẳng phía dưới thôi, là gì? 2x cộng 4y cộng z chuyển qua luôn là cộng 4 bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ có, xin lỗi, đây là 2z. Và muốn làm đẹp hơn nữa thì có thể rút gọn nè. Rút gọn là x cộng 2y cộng z cộng trừ cộng 5 trừ 4 là 4 rồi, còn 2. Được chưa? Hai mặt phẳng song song thì chỉ có một mặt phẳng cách đều là mặt phẳng nằm giữa. Rồi xong nha. Bài tiếp theo là bài 20. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng sau. Cho hai mặt phẳng alpha AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 với alpha phẩy A, xin lỗi, AX cộng BY cộng CZ cộng D phẩy bằng 0 với D khác D phẩy. Và ta còn tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng này. Nếu ta học chắc vị trí tương đối thì ta biết hai mặt phẳng này đang là song song song, đúng không? Hai mặt phẳng song song. Alpha phẩy gì đó, alpha phẩy cho trên đi. Alpha thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song á, ta chọn một điểm M này thuộc alpha phẩy, đúng không? Thì khoảng cách giữa alpha với alpha phẩy thì bằng khoảng cách từ M đến nam alpha, đúng không? Giống như khoảng cách từ trần nhà với sàn nhà đó, lấy một điểm trên tròn chiếu xuống nha. Như vậy thầy sẽ gọi M có tọa độ là thuộc alpha phẩy nha, cho x bằng 0 nè, y bằng 0 nè. Nhiều bạn không biết cách gọi một điểm thuộc mặt phẳng nha, trong khi trên mặt phẳng là có vô số điểm, bạn cứ cho sao cho nó thỏa đẳng thức này là được. X bằng 0, y bằng 0 thì z sẽ bằng trừ d phẩy chia c, đúng chưa? Thằng này là thuộc alpha phẩy nè. Khoảng cách giữa alpha với alpha phẩy thì sẽ bằng khoảng cách từ m đến alpha, m thuộc alpha phẩy nhé. Rồi khoảng cách từ m đến alpha thì thay vô trị đối, thay vô là trừ d phẩy cộng d chia căn bậc 2 của a bình cộng b bình và cộng c bình. Rồi xong rồi đó, đúng không? Nếu bạn muốn học thuộc cũng được. Như vậy chúng ta sẽ có công thức khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là căn bậc 2, mẫu là căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình nha, còn trên tử sẽ là trừ d chia d phẩy gì đó. Làm từ những cái bài này bạn ngộ ra những cái công thức cần học, còn không thì bạn cứ làm bình thường, khỏi học thuộc nhiều nha. Câu 21, tìm điểm M trên trục OZ. Tìm M thuộc OZ. M thuộc trục OZ thì có thể âm hoặc trục, khái niệm là trục và tia nhé. M cách đều điểm A. Điểm A là 2 3, 4 và mặt phẳng P chẳng hạn. Mặt phẳng P là 2x cộng 3y cộng z trừ 17 bằng 0. Đây. Đầu tiên M thuộc OZ thì nó là 0, 0 và z, đúng chưa? Tiếp theo M cách đều A và P thì có là MA sẽ bằng với MA sẽ bằng với khoảng cách từ M đến P. Cách đều có nghĩa là khoảng cách bằng nhau, đúng chưa? Rồi tương đương nhé, MA là căn bậc 2 của 4 nè cộng 9 nè cộng với là 4 trừ z tất cả
bên nè, được chưa? Khoảng cách từ M đến P là thay vô 0, 0 là Z trừ cho 17 chia cho căn của 14. Được chưa? Thầy nhân thằng này lên đây đã nha, thầy nhân chéo lên là căn 14 nè nhân với căn của bao nhiêu đây? 4 cộng 9 là 13. Đúng chưa? Cộng với lại 4 trừ Z bình bằng trị đối của Z trừ 10, 17. Đúng chưa? Rồi để giải cái phương trình này thì chỉ có một phương án là bình phương. Tại vì hai vế không am mà bên vế trái của mình còn có căn nữa thì chúng ta bình phương nha. Tương đương 14 nè nhân với 13 cộng 16 trừ cho bao nhiêu đây? Bài này số nó hơi lớn một tí nhưng mà có máy tính thì không sao hết. Trừ 8z cộng z bình bằng bình phương thằng này lên là z bình trừ 34z cộng cho 17 bình là 289, đúng không? Rồi thì bấm lại đây. 17 bình bằng 289, chính xác. Được chưa? Rồi bắt đầu nhân vô nghe, nhân vô. Nhân vô 14 z bình trừ cho z bình là còn 13 z bình. Làm luôn. Rồi là 14 nhân trừ 8. Bấm máy tính. 14 nhân với là trừ 8 nè. Đúng chưa? Trừ 34 chuyển qua thành cộng 34 là trừ 78 z. Được không? Tiếp theo là số nha. Tiếp theo là số là 14 nhân với lại là 13 cộng 16, nhớ để ngọt là đàng hoàng nha, trừ cho 289 cộng cho 117 bằng 0. Rồi 153 13 bằng trừ 78 bằng 117 bằng, như vậy số rất đẹp là 3. Chưa? Có một nghiêm duy nhất là 3. Rồi tác giả canh đề rất đẹp 3. Nhìn như thế này tưởng là sai nhưng mà ra số rất đẹp vậy. Điểm M của chúng ta sẽ có tọa độ là 0, 0 và 3. Rồi xong luôn. Câu B. M thuộc OZ. M cách đều hai mặt phẳng, đầu tiên là alpha nè. X cộng y trừ z cộng 1 bằng 0 với lại mặt phẳng alpha phẩy là x trừ y cộng z cộng 5 bằng 0. Rồi tương đương như vậy, M sẽ thuộc, M sẽ có tọa độ là 0, 0 z. Bây giờ và khoảng cách từ M đến alpha sẽ bằng khoảng cách từ M đến alpha phải. Ổn không? Rồi ráp công thức khoảng cách thôi, tương đương trị đối của trừ z cộng 1 chia căn 3 sẽ bằng trị đối của z cộng 5 chia căn 3. Căn 3 rút gọn đi, còn lại là trị a bằng trị b, tương đương nè trừ z cộng 1 bằng z cộng 5 hoặc là trừ z cộng 1 bằng trừ z trừ 5. Như vậy rút gọn đi, tương đương chuyển qua là trừ 2z bằng 4, thằng này là 1 bằng trừ 5, này vô lý rồi, đúng không? Như vậy thì sẽ tương đương với z sẽ bằng trừ 2. Và sau khi có z bằng trừ 2 rồi kết luận thôi. Vậy điểm M sẽ có tọa độ là 0, 0 và trừ 2.
Rồi hôm nay chúng ta còn hai bài nữa thôi, bài 22 và bài 23. Đề bài 22 như sau. Cho tứ diện OABC có các tam giác OAB, OBC, OCA là những tam giác vuông định O. Tam giác này vuông định O. Rồi giống như thế này. Đây là O, A, B, C. Những tam giác này vuông tại O nè. Được chưa? Nó là tứ diện. Alpha, beta, gamma lần lượt là góc giữa ABC. Góc giữa ABC với các mặt phẳng OBC. Rồi, đầu tiên là ABC tạo với lại OBC. Góc là alpha. ABC tạo với lại là OCA. Góc là beta. Tiếp theo là ABC tạo với lại OAB. Góc là gamma. Bằng phương pháp tọa độ, hãy chứng minh tam giác ABC có ba góc nhọn. Câu A, chứng minh tam giác ABC có ba góc nhọn. Đề yêu cầu là bằng phương pháp tọa độ nha. Ở đây người ta yêu cầu phương pháp tọa độ là sao? Có nghĩa là tọa độ hóa. Có nghĩa là chúng ta phải gắn một cái hệ trục vô nha. Gắn một cái hệ trục vô đây. OX, OY và OZ. Được không? Được chưa? Gắn hệ trục tọa độ OX, OZ đôi một vuông góc nè. Đặt cái cạnh này là A, cạnh này là P và cạnh này là C. Được chưa? Đây gọi là phương pháp tọa độ. Rồi, sách để hướng dẫn chúng ta rồi đó. Chứng minh tam giác ABC có ba góc nhọn. Rồi bây giờ chúng ta làm từ từ nha. Bây giờ điểm A nè. Điểm A có tọa độ là A00. Vì điểm A nằm trên tia OX đúng không? Điểm A nằm trên OX thì Y với Z bằng 0. Tương tự điểm B nằm trên OY thì X với lại Z sẽ bằng 0 nè. Tương tự C sẽ là 0, 0 và C. Bây giờ tam giác ABC có ba góc, vậy thầy sẽ tính một góc là góc giữa AB với lại AC nhé. Vector AB là trừ A, B và 0. Còn vector AC là trừ A, 0 và C. Được chưa? Thầy tính cốt nhé. Cốt. Cốt góc giữa hai vectơ AB với AC. Góc giữa hai vectơ AB với AC chính là góc BAC á, là bằng cốt góc giữa hai vectơ thì bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Nha, không có trị nha. Góc giữa hai vectơ là tích vô hướng chia tích độ dài. Tích vô hướng thì bằng hòn nhân hòn là trừ A bình. Được chưa? Trừ với trừ là thành thành cộng. Đúng chưa? Như vậy nó chỉ có là A bình thôi. Chia cho căn của A bình cộng B, B bình. Và nhân với căn của A bình cộng C, C bình. Hình dung được chưa? Và chúng ta có kết quả này là lớn hơn, lớn không? Được không? Như vậy là cốt giữa hai vectơ ra một cái số lớn không?
Thì suy ra góc giữa hai vectơ sao? Nghĩa là cos dương á. Đây, thầy vẽ cái hệ trục cho bạn thấy nè. Đây là O, X và A. Trục cos là trục nằm ngang nha, trục cos. Như vậy dương. Khi góc giữa hai vectơ thì chỉ giới hạn từ 0 đến 180 thôi nha, 0 đến 180 thôi. Được không? 90. Đó bạn thấy á, khi cos mà dương, cos mà dương có nghĩa là x của mình sẽ chạy từ 0 đến 90, thấy chưa? Đây, cos dương, được không? Còn khi cos âm á thì cái góc của mình sẽ chạy từ 90 đến 180. Như vậy thầy có là cos nó dương. Như vậy suy ra góc PAC nhọn. Hình dung được không? Tương tự cho hai góc còn lại là góc B với góc C nhé. Rồi tiếp tục sẽ là câu B. Câu B là chứng minh rằng cos bình alpha cộng cos bình beta cộng cos bình gamma bằng 1. Câu B. Cos bình alpha cộng cho cos bình beta cộng cho cos bình gamma bằng 1. Đầu tiên ta cần phải tính cos alpha trước. Cos alpha á là bằng alpha là góc giữa mặt phẳng gì? ABC với lại OB. OBC được chưa? Như hai mặt phẳng thì còn tìm vectơ pháp tuyến. Giờ thì hãy tìm vectơ pháp tuyến của OBC chút cho dễ nhé. NOBC. Vectơ pháp tuyến của OBC, OBC đâu? OBC chính là vectơ OA đúng không? Bằng luôn vectơ OA chính là bằng A 0 0. Còn vectơ pháp tuyến của ABC thì chưa biết. Nhưng mà chúng ta có gì rồi? 3 điểm AB, ABC. Như vậy vectơ pháp tuyến của ABC chính là tích có hướng của AB với AC. Đúng chưa? Tính vectơ AB ra. AB là trừ A, B 0. Còn AC là trừ A, 0 và C. Tích có hướng của AB với AC thì sẽ ra là đầu tiên là BC nè. Tiếp theo là AC. Và tiếp theo là AB. Được chưa? Như vậy thầy sẽ có cos alpha nè. Đúng chưa? Cos alpha sẽ bằng trừ tuyệt đối. Thằng này là pháp tuyến của ABC nhé. Còn thằng này là pháp tuyến của OBC. Trừ tuyệt đối, phải có tuyệt đối nhé. Tại vì góc giữa hai mặt phẳng thì chỉ giới hạn từ 0 đến 0 đến 90 thôi. Được không? Rồi trị đối của tích vô hướng là hòn nhân hòn là ABC chia căn của A bình nhân với lại căn của nhân căn của BC tất cả bình này cộng với là AC tất cả bình này rồi gì nữa cộng với AB tất cả bình, làm gọn lại nhé, bằng cái này rối loạn ghi trước, BC tất cả bình này cộng AC tất cả bình này và cộng với lại AB tất cả bình này, được chưa? Căn A bình thì bằng trị đối của A, trị A chia trị A thì hết, còn là trị BC. Được chưa? Nhưng mà đề yêu cầu là cos bình alpha, cho nên sẽ suy ra được là cos bình alpha thì bằng bình phương lên bằng BC tất cả bình này. Được không? Ở dưới đây là BC tất cả bình cộng AC tất cả bình cộng AB tất cả bình. Bây giờ tương tự như vậy thầy sẽ có cos bình của beta thì sẽ bằng cái mẫu thì giống này rồi.
BC tất cả bình cộng AC tất cả bình cộng AB tất cả bình. Được không? Vấn đề là cái gì thôi, ghi cho đúng nha. Ghi cho đúng. Ở đây là OBC thì ở đây là BC tất cả bình. Còn beta là góc giữa ai? Beta là góc giữa OCA thì là AC tất cả bình. Nha, nó tương tự là AC tất cả bình. Được chưa? Rồi tiếp tục cái cốt cuối cùng là cốt bình của gamma. Cốt bình của gamma thì bằng BC tất cả bình cộng cho AC tất cả bình cộng AB tất cả bình chia cho chia gì đây? Ở đây AC rồi, đây BC rồi, còn lại AB tất cả bình. Tất nhiên cộng vế theo vế của 1 nè, 2 nè và 3. Được không? Cộng vế theo vế của 1, 2, 3. Nó cùng mẫu rồi. Chúng ta sẽ suy ra điều phải chứng, chứng minh. Cùng mẫu rồi, cộng tử với tử rút gọn đi là bằng 1. Bài này bài chứng minh. Phương pháp là tọa độ hóa. Rồi câu cuối cùng thầy còn giúp các bạn là câu 23. Câu 23 có nội dung như sau. Viết phương trình mặt phẳng song song với alpha. Câu 23. Viết phương trình mặt phẳng song song với lại 4x cộng 3a trừ 12z cộng 1 bằng 0. Tiếp theo là tiếp xúc. Tiếp xúc với là x bình cộng y bình trừ 2z trừ 4a trừ 6z trừ 2x trừ 4a trừ 6z trừ 2 bằng 0. Rồi giờ gọi nha. Gọi mặt phẳng P nè. B song song với thằng này nhé. B song song với lại cho này là Q đây. B song song với Q. Suy ra thằng B sẽ có dạng song song thì bắt đầu giống nhau thôi. 4X cộng 3 3A trừ 12Z cộng với D bằng 0. Tất nhiên song song thì D nó phải khác, khác 1. Ok chưa? Rồi S. S có tâm A có tọa độ là trước X chia trừ 2 là 1, trước Y chia trừ 2 là 2, trước Z chia trừ 2 là 3. R sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình là 1 cộng 4 cộng 9 và trừ đi D là cộng với 2. Như vậy là gọi là 4. Vì mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu cho nên khoảng cách từ Y đến mặt phẳng P sẽ bằng luôn R. Rồi ráp vô là xong, tương đương. Khoảng cách từ Y đến P là thay vô trị nè. 4 cộng 6 trừ 36 cộng D chia cho căn của 16 cộng 9 cộng 144. Căn A bình cộng B bình cộng C bình nhé. Kết quả là 4 nè. Tương đương nè, trị của bao nhiêu? D đây là máy tính bấm. Rồi, tính tại cũng được. 10 trừ cho 26 là trừ 20. Trừ 26. 10 trừ 36 là trừ 26 nhé. Bằng. Mười sáu cộng 9 cộng 144. 13 nhân 4. 52. Được chưa? Trị A bằng B tương đương. Hai tình huống là D trừ 26 bằng 52. Và D trừ 26 bằng trừ 50. 52. Được không? Tương đương. D sẽ bằng D bằng 52 cộng 26. Và D bằng trừ 52 cộng 26 là trừ 26. Như vậy nhận hết. Được chưa? Sau đó bạn chỉ việc kết luận lại cho thầy hai mặt phẳng nữa. Vậy P có phương trình là 4X cộng 3A trừ 12Z
4x cộng 3y trừ 12z cộng 78 bằng 0. 4x cộng 3y trừ 12z trừ 26 bằng 0. Ok. Như vậy là bài học ngày hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài số 3, phương trình đường thẳng.